哦，塞，就这样来的啊，朋友们。朋友们，大家好，我是阿斌。Chào các bạn, tôi là A Vũ. Hôm nay tôi lại lên núi để tìm kiếm một thứ đặc biệt, đó chính là cây hồng huyết thảo. Mà có thể các bạn đã từng nghe qua trên mạng, nhưng chưa chắc đã biết nó mọc ở đâu. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đến tham quan nơi cây này sinh trưởng nhé. Hôm nay chúng tôi có ba người, tôi, anh Phan và chị dâu. Chúng tôi đang theo con đường mòn lên núi, hy vọng sẽ tìm thấy hồng huyết thảo. Tại sao nó được gọi là hồng huyết nhỉ? Có lẽ là vì khi bị cắt, nhựa cây chảy ra có màu đỏ như máu. Khi leo lên núi, chúng tôi phát hiện ra một khu rừng nguyên sinh đầy bí ẩn. Trên đường đi, chúng tôi còn hét to để dọa các con thú rừng, nhưng với những người đẹp thì phải nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút, có khi lại thu hút được họ nữa. Vận may hôm nay thật tốt. Khi đến giữa núi, chúng tôi bắt gặp rất nhiều cây hồng huyết thảo mọc quanh những gốc cây cổ thụ. Cảm giác giống như khi theo đuổi người yêu vậy, phấn khích và hồi hộp. Khi đến gần hơn, chúng tôi thấy những cây hồng huyết thảo này đã tồn tại hàng trăm năm. Chúng mọc trên những cây lớn đã khô cằn. Hồng huyết thảo là một loại trà độc đáo và quý hiếm, nổi tiếng với hương vị đặc trưng và tác dụng tốt cho sức khỏe. Loài cây này phát triển chủ yếu ở các vùng cao nguyên Tây Tạng, nơi khí hậu khắc nghiệt và địa hình hiểm trở tạo nên điều kiện đặc biệt giúp cây hồng huyết thảo phát triển mạnh mẽ. Leo lên cây để hái thật không dễ chút nào, nhưng cảm giác được chinh phục thật tuyệt vời. Chúng tôi còn tìm thấy một suối nước trong vắt. Nước ở đây rất sạch và mát, có cả chuồn chuồn bay lượn trên mặt nước. Tôi còn nhấp một ngụm nước, thật sự là sảng khoái. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được khu vực có nhiều hồng huyết thảo nhất. Đây là lần đầu tiên tôi được hái loại cây này, và tôi đã hiểu tại sao nó lại có giá trị cao đến vậy. Phải mạo hiểm leo lên những cây cao, hái từng chút một, rất tốn công sức. Khi đến gần hơn, chúng tôi thấy những cây hồng huyết thảo này đã tồn tại hàng trăm năm. Chúng mọc trên những cây lớn đã khô cằn.
然后这边潘哥就在这个树上，看到没？他就在下面搞。我也是第一次来采这个红。Cây hồng huyết thảo thường mọc trên các ngọn cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. 这个钱不是一般人能挣的。Thu hoạch lá của loại cây này không hề dễ dàng, đòi hỏi người thu hoạch phải leo lên những ngọn cây cao trong điều kiện gió lớn và địa hình gồ ghề. Điều này không chỉ yêu cầu kỹ năng mà còn đòi hỏi sự dũng cảm, vì nguy cơ té ngã từ độ cao lớn là rất cao. Hơn nữa, các ngọn cây khô và giòn, dễ gãy, làm tăng thêm tính nguy hiểm của việc thu hoạch. Việc sở hữu một tách hồng huyết trà không chỉ đơn giản là thưởng thức một loại thức uống, mà còn là trải nghiệm một phần của Tây Tạng, nơi những ngọn cây cổ thụ ẩn chứa những tinh hoa của đất trời qua hàng thế kỷ. Chúng tôi đã làm việc cả ngày trời và thu hoạch được một túi lớn. Nhưng mặc dù túi có vẻ to, khi cân lên thì chỉ được vài cân mà thôi. Thực sự là một công việc không dễ dàng, nhưng đầy thú vị. Giờ thì chúng tôi sẽ xuống núi. Hành trình này sẽ còn kéo dài thêm một tiếng nữa đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thấy nội dung thú vị và bổ ích, hãy nhấn like và share để lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Đừng quên đăng ký kênh Lớp Nha Trang để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những điều mới mẻ và hấp dẫn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.